Trong chương trình tuần trước, chúng ta đã cùng tới với Hy Lạp tìm hiểu sự ra đời của nền dân chủ đầu tiên trên thế giới ở Athens. Và cũng chính tại đó, một hình thức nghệ thuật mới độc đáo đã ra đời, đó là kịch nghệ. Kịch đang dần ăn sâu vào mọi khía cạnh của đời sống Athens cổ đại. Hôm nay, mời các bạn tiếp tục tìm hiểu quá trình phát triển của hai di sản quan trọng bậc nhất của Athens, đó là nền dân chủ và kịch nghệ. Hy Lạp cổ đại qua những tác phẩm kinh điển. Phần 2. Nhà hát là một thành tố quan trọng trong mọi hoạt động tại Pnyx, trụ sở của giới cầm quyền Athens. Nó là nhiên liệu để bộ máy dân chủ hoạt động. Nó là nơi phản ánh quá trình tranh luận, quá trình tự xem xét bản thân. Không phải ngẫu nhiên mà câu quan trọng nhất trong các vở bi kịch Hy Lạp là "Tôi phải làm gì đây?" Nhà hát và nền dân chủ phát triển đồng thời và ngày càng gắn bó chặt chẽ trong tâm trí người dân Athens. Và trong gần hai thế kỷ tiếp theo, người dân Athens vẫn thường đến nhà hát để xem lại những vở bi kịch nói về các vấn đề quan trọng nhất và cơ bản nhất trong lịch sử. Sự thăng trầm của Athens. Đồng thời, ngay tại đây, cũng chính những con người đó cùng nhau đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh của thành phố. Không có gì bất ngờ khi chủ đề phổ biến trong các vở kịch tại Athens cũng chính là vấn đề thường trực của người dân Athens. Chiến tranh. Có một cuộc chiến đã khơi mạch tưởng tượng cho tác giả Aeschylus, người cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm, và sáng tác đó của ông là vở kịch Hy Lạp cổ đại đầu tiên được lưu giữ trọn vẹn tới ngày nay. Năm 490 trước Công nguyên, chưa đầy 20 năm sau khi nền dân chủ được thiết lập, Athens bị tấn công bởi thế lực hùng mạnh nhất thế giới khi đó, đế chế Ba Tư. Trận đánh đầu tiên diễn ra tại Marathon, cách thành phố Athens hơn 40 km. Hạm đội Ba Tư kéo tới rất đông. Mặc dù bị áp đảo, nhưng quân Athens đã phản công và thật bất ngờ họ đã chiến thắng. Những binh lính Athens hy sinh được chôn chung trong một gò mộ gần chiến trường, và gò mộ đó vẫn còn tới ngày nay. Nhưng 10 năm sau, quân Ba Tư lại quay trở lại với một đội quân mạnh gấp nghìn lần. Khi quân địch tiến đến Athens, giới cầm quyền đã chọn ra một vị anh hùng để dẫn dắt quân đội. Đó là Themistocles. Thật bất ngờ khi bản sao của sắc lệnh đó vẫn còn được lưu giữ trong bảo tàng Athens. Đây là một trong những chiến tích đáng ghi nhớ nhất còn lại đến ngày nay. Đây là quyết định của người dân Athens. Và thứ quan trọng nhất là Salamina. Salamis. Đây là sắc lệnh ghi lại quyết định của người Athens sơ tán thành phố trung tâm đến đảo Salamis để tránh cuộc xâm lược của quân Ba Tư. Đây là thời khắc quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử Athens cổ đại. Người Athens đã rời bỏ thành phố quê hương và lên tàu, chỉ để lại vài người bảo vệ vệ thành. Quân Ba Tư lùng sục khắp thành phố, phá hủy các điện thờ. Nhưng quân Athens đã đáp trả. Hạm đội Athens đánh bại quân Ba Tư tại khu vực Salamis. Hy Lạp đã được cứu. Và Aeschylus đã được chứng kiến tất cả quá trình đó. Aeschylus không chỉ là một nhà soạn kịch, ông còn là một người lính. Ông đã ở ngôi làng Marathon gần Athens vào cái ngày định mệnh khi quân Ba Tư tràn đến tấn công. Ông là một phần của quân đội Athens chiến thắng, nhưng anh trai ông đã hy sinh trên chiến trường. Aeschylus mong muốn khi mất đi sẽ được người đời nhớ tới vì các chiến công thay vì những vở kịch của mình. Chắc chắn, chiến trường đã đem lại cho ông những trải nghiệm đáng nhớ và giúp ông có cái nhìn độc đáo để thể hiện trên sân khấu theo cách riêng và để lại nhiều dấu ấn. Aeschylus đã soạn hơn 90 vở kịch, và trong số ít những vở còn sót lại, vở viết về những sự kiện vĩ đại này là một trong những tác phẩm cảm động và xuất sắc nhất của ông. Vở kịch lấy bối cảnh ở thủ đô nước Ba Tư. Một sứ giả đã đến hoàng cung Ba Tư để báo tin về chiến thắng của Hy Lạp. Người Ba Tư không thể tin họ đã bại trận và họ đã hoàn toàn suy sụp.
Trong cơn tuyệt vọng, họ đã triệu hồi vong linh vị vua Darius để tìm lời khuyên. Linh hồn Darius đã nói với người Ba Tư rằng họ phải chịu trách nhiệm cho thất bại của mình, vì chính sự kiêu căng cũng như tham vọng của họ đã khiến họ coi thường thần linh. Những núi xác chết vô hồn sẽ cho các người thấy con người không bao giờ nên có những ý nghĩ bất kính. Các người sẽ thấy sự sức sược chỉ mang đến tai họa và sẽ chỉ khiến các người phải nhận lấy khổ đau. Đó là chủ đề chính của vở kịch. Tôi nghĩ rằng, về cơ bản, vở kịch là một tấn thảm kịch đến từ sự ngạo mạn. Đó là sự kiêu ngạo, việc đi quá xa, vượt quá giới hạn, sự lấn lướt. Và người Ba Tư đã làm điều đó. Họ đã quá tự phụ, họ nghĩ mình có thể đánh chiếm Hy Lạp. Nhưng họ đã thua, và một phần của vở kịch được dành để nói về việc một đế chế lớn cũng có thể bại trận. Vở kịch Người Ba Tư có ảnh hưởng thế nào tới chúng ta ngày nay? Nó khai thác một trong những chủ đề muôn thuở là chiến tranh. Nó tập trung vào sự tàn phá, mất mát, những mối nguy hiểm chúng ta có thể gặp phải nếu có chiến tranh. Ta vẫn có thể thấy điều đó trong những cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới. Đó là một điểm khá thú vị của vở kịch. Ở một vài tác phẩm hiện đại, chúng ta sẽ thấy trang phục của nhân vật gợi mở cho khán giả tới những cuộc chiến tranh thời hiện đại. Theo cô Iclus, muốn nói lên điều gì? Rất khó trả lời được câu hỏi đó. Chúng ta không thể tưởng tượng hết nó đã mang lại những cảm xúc gì cho khán giả thời đó. Thành phố của họ đã bị tàn phá, gần như bị quân Ba Tư chiếm đóng. Ở một mức độ nào đó, vở kịch này mang tính chất ăn mừng. Nhưng các bạn phải biết rằng nó còn có một tầng ý nghĩa khác, vì trong đó có những đoạn hội thoại rất cảm động. Ngôn ngữ trong đó không chỉ mang tính chất mừng chiến thắng. Tôi nghĩ nó cho chúng ta hiểu thêm nhiều điều về những vở bi kịch. Chúng khá phức tạp, chúng khiến khán giả phải suy nghĩ và cả xã hội phải nhìn lại mình. Đối với tôi, vở kịch này vừa là một ngoại lệ so với những vở bi kịch thông thường, vừa là một ví dụ điển hình của bi kịch. Nó là một ngoại lệ vì không giống các vở kịch khác thường tập trung vào những câu chuyện thần thoại. Tác phẩm này tập trung vào lịch sử có thực vừa diễn ra, nhưng nó cũng là một ví dụ điển hình của bi kịch vì nó không cho phép người Athens ngủ quên trên chiến thắng. Thay vào đó, nó chứa đựng một lời cảnh báo. Với người Ba Tư, trước khi thất bại họ đã từng tự mãn, và tại thời điểm Athens đang dần vươn lên, gia tăng quyền lực trong thế giới Hy Lạp, vở kịch đã đưa ra một thông điệp: hãy cẩn thận, nếu không chính các bạn cũng sẽ có kết cục như người Ba Tư. Lời cảnh tỉnh này xuất phát trực tiếp từ tình hình lúc đó tại Athens. Sau cuộc chiến tranh với Ba Tư, Athens đã vươn tới đỉnh cao của quyền lực, có tầm ảnh hưởng lớn, và hạm đội từng giành thắng lợi tại Salamis bắt đầu vươn ra biển Aegea. Athens trở thành bang đứng đầu trong liên minh mới chống Ba Tư. Nhưng tổ chức từng khởi đầu là một liên minh tự do đó đã dần dần nằm dưới sự kiểm soát của Athens. Sức mạnh tài chính của Athens đã cho phép nó biến một liên minh tự do của các thành bang Hy Lạp, được hình thành nhằm trừng phạt quân Ba Tư, thành một đế chế hợp nhất phục vụ cho sự phát triển của Athens. Nó được đặt dưới quyền kiểm soát của đội quân hùng mạnh nhưng vô cùng hung hãn của Athens. Quỹ hoạt động của liên minh tự do này từng được tích trữ trên hòn đảo Thiêng Delos, đã được rời tới Athens và được đặt tại vệ thành, và cuối cùng được đưa vào một tòa nhà đền Parthenon, nơi ngày nay đã trở thành biểu tượng của tự do và dân chủ. Nhưng thực tế, nó được xây dựng từ những đồng tiền với máu của đế chế Athens. Mỗi năm, các thành phố trong liên minh hay đế chế này đều đóng góp tiền bạc như một cách cống nạp, và số tiền đó được trưng bày ở rạp hát Athens tại đại lễ Dionysia. Nhưng nếu thành viên nào trong đế chế từ chối cống nạp, Athens sẽ đưa quân đến tấn công nơi đó. Việc hình thành một đế chế đồng nghĩa với việc giới cầm quyền Athens giờ đây phải đưa ra những quyết định sống còn, không chỉ với Athens mà còn với những thành phố, những con người ở nơi xa xôi, những người không hề có tiếng nói.
Việc đối mặt với những quyết định sống còn như thế luôn là trung tâm của các vở kịch Athens. Các nhà viết kịch như Sophocles thường buộc khán giả phải gián tiếp trải nghiệm hậu quả của việc suy nghĩ không kỹ càng. Vào năm 442 trước công nguyên, Sophocles một lần nữa giành chiến thắng tại liên hoan kịch Dionysia với vở Antigone. Lúc này Sophocles là người có tiếng nói trong những công việc của chính quyền Athens. Ông từng là một vị tướng và ông trở thành một trong những cố vấn quan trọng nhất của bang trong những thời khắc đen tối về sau. Vở kịch Antigone của ông cũng đề cập đến những tranh luận về các vấn đề khó khăn nhưng cấp thiết mà một thành phố phải đối mặt và về những điều có thể xảy ra khi mọi thứ đi chệch hướng. Vở kịch kể về câu chuyện bi thương của công chúa Antigone, con gái đức vua Oedipus. Khi Antigone chôn cất thi thể người em trai nổi loạn của mình, nàng đã làm theo luật lệ của thần linh, nhưng luật của thành phố, của vua Creon, bác của nàng, lại không cho phép điều đó. Creon đã rất tức giận và ra lệnh xử tử nàng. Con trai Creon, Hymen, người đem lòng yêu Antigone, đã cầu xin cha mình suy nghĩ lại. Anh ta đã nói, một thành phố sẽ không còn là một thành phố nếu nó bị một người kiểm soát. Nhưng Creon là một vị vua bảo thủ và cố chấp. Ông không chịu lắng nghe và không chịu nhượng bộ. Vở kịch kết thúc với việc Antigone và Hymen tự tử và Creon phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cả người dân lẫn thần linh. Creon phải đối mặt với thực tế rằng hành động của ông đã gây ra thảm họa này. Chính vì sự cố chấp, muốn người khác phải làm theo ý mình, cố chấp không muốn lắng nghe, không muốn thỏa hiệp, Creon đã phải trả cái giá quá đắt, mất đi gia đình và quyền lực. Vở kịch nói về kỹ năng lắng nghe, tranh luận, thỏa hiệp, những điều cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo. Đó là những vấn đề có liên quan mật thiết với những người Athens cổ đại, nhưng đó cũng là những vấn đề xã hội phù hợp với mọi thời đại. Vì thế, vở Antigone luôn sống mãi với thời gian. Nó được ưa thích trên toàn thế giới vì nó là câu chuyện về một con người chống lại cả một hệ thống sai trái. Tôi nghĩ đó là điều khiến vở kịch được chấp nhận, được khán giả thời hiện đại yêu thích. Một vở kịch như Antigone có ảnh hưởng thế nào với chúng ta ngày nay? Hãy nghĩ về tác phẩm phỏng theo nó mà Jean-Henri đã sản dựng năm 1944 tại Pháp khi đất nước này vẫn còn bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Đó là một ví dụ thực tế cho thấy vở kịch này có sức sống mãnh liệt và rất được ưa thích. Các vở bi kịch là một cách truyền tải những vấn đề liên quan đến nền dân chủ một cách hiệu quả. Nhưng đó không phải là cách duy nhất. Chúng ta còn có hài kịch. Hài kịch khi đó khá khiêm nhã, thô tục, nhưng nó cũng hướng tới những cá nhân có thực. Và cũng giống như ngày nay, nhiều người dân Athens thời đó tỏ ra nghi ngờ các nhà lãnh đạo. Dường như có những người được sinh ra để lãnh đạo con tàu chính trị đầy bấp bênh của Athens. Và một trong số đó có tên là Cleon. Cleon là người mà ngày nay có thể được coi là một chính trị gia cơ hội. Ông có thể đi cùng các quý tộc và cũng có thể giao lưu với những người thấp hèn nhất trong xã hội Athens khi đó. Các nhà phê bình cổ đại đã khá gay gắt với Cleon. Ngày nay có thể chúng ta sẽ công bằng hơn, nhưng có một điều chắc chắn là ông ấy có thể làm bất cứ việc gì để có được thứ mình muốn. Lại tất nhiên, ông ấy có khá nhiều kẻ thù. Họ cáo buộc ông không chỉ tham quyền lực, mà còn tham lam cả cá ngừ tươi, món ăn xa xỉ của những người giàu có phản dân chủ thời đó. Làm thế nào chính quyền dân chủ có thể kiểm soát người dân mà vẫn không khiến họ giảm đi năng lượng và lòng nhiệt thành, những thứ mang lại lợi ích cho thành phố? Một trong những giải pháp của họ là sử dụng nhà hát, nơi giúp người dân giải tỏa mệt mỏi.
Ngoài được biểu diễn tại đại lễ Dionysia, hài kịch còn có một liên hoan riêng với quy mô nhỏ hơn, có tên là Lenaya. Liên hoan được diễn ra vào đầu tháng giêng, trước khi mùa giáng khơi bắt đầu. Vì vậy, sẽ không có sự xuất hiện của người ngoại bang. Điều đó đồng nghĩa với việc các nhà viết kịch có thể thỏa sức sáng tác mà không làm xấu mặt thành phố. Đã có những vở kịch vô cùng sống động, thậm chí còn rất sôi nổi, nhưng đều có liên quan tới chính trị. Bối cảnh của chúng thực tế đến mức khó tin. Có những vở hài kịch lấy bối cảnh là thế giới dưới lòng đất, là địa ngục, nơi có những dàn hợp xướng động vật như ếch. Đây là mặt nạ ếch, thường được sử dụng trong các vở kịch Hy Lạp cổ ở Đại học King. Dàn hợp xướng động vật khá phổ biến trong các vở hài kịch. Ví dụ như ở đây, chúng ta có một dàn hợp xướng. Những con vật này đang biểu diễn, và hãy nghe bài hát chúng thể hiện. Đó thực sự là một nguồn gây cười lớn. Những vở hài kịch cổ đại có khả năng gây cười đến mức nào? Chúng mang nặng tính cá nhân, trong đó có những lời lăng mạ mang tính chất trẻ con. Có những vở kịch, trong đó nhân vật là các chính trị gia, họ được hóa trang khá sơ sài, nhưng đó chính là những chính trị gia hàng đầu thời kỳ đó. Các chính sách của họ sẽ được làm rõ, cách nói của họ sẽ được nhái lại, và ngay cả mặt nạ cũng nhằm để phản ánh các nhân vật trong xã hội Athens. Đó là những thứ đang chờ đợi một chính trị gia đầy tham vọng như Cleon. Bậc thầy trong loại hình hài kịch chính là tác giả Aristophanes. Với Aristophanes và Cleon, đây là một trận chiến căng thẳng, dù họ đến từ cùng một ngôi làng. Vào năm 425 trước Công nguyên, Aristophanes đã viết một vở kịch mang tên Hiệp sĩ. Vở kịch mô tả Cleon là một tên đầy tớ khôn ngoan đang làm việc cho một ông già có tên là Demo. Demo đại diện cho nhân dân, và với sự xảo quyệt của mình, Cleon đã lợi dụng vị trí của mình để vòi tiền và tham nhũng. Tuy nhiên, cuối cùng, Demo mới là người chiến thắng. Việc làm sai trái của Cleon bị vạch trần, ông ta mất đi vị trí của mình và buộc phải đi bán xúc xích ngoài cổng thành Athens. Aristophanes không phải làm gì nhiều, vở kịch này đã ảnh hưởng lớn tới Cleon. Tất nhiên, các chính trị gia, nhân vật chính của các vở kịch đã xuất hiện ngay tại đó, ngay ở hàng ghế khán giả. Nó giống như việc các chương trình truyền hình thời sự, thường nhật hay tin tức mới được phát cho toàn thể mọi người xem, trong đó có cả nội các hay hạ viện, và những người là nhân vật chính của chương trình đó cũng ngồi xem và buộc phải lắng nghe người ta nói về mình. Người Hy Lạp thậm chí còn có một từ để gọi những người như thế, những người bị chế nhạo trong các vở hài kịch. Và đó không chỉ là những buổi diễn. Rất nhiều nhà bình luận cổ đại coi đó là biểu tượng của nền dân chủ Athens cổ đại, của sự tự do ngôn luận. Nhưng những tiếng cười chế nhạo không ngăn cản được sự nghiệp của Cleon. Bất chấp tai tiếng, ông vẫn liên tục được bầu lại. Nhưng những vở hài kịch còn có tác động lâu dài. Chúng góp phần kiểm soát hành vi của con người, nhắc nhở những người cầm quyền về trách nhiệm và giới hạn tham vọng của họ. Chúng ta vẫn có thể thấy lối châm biếm đó trong nền dân chủ ngày nay. Tới thời của Cleon, nền dân chủ Athens đã có tuổi đời gần 100 năm. Trong khoảng thời gian đó, nó đã chứng kiến tất cả, từ cuộc chiến giành sự sống đến sự phát triển của văn hóa, của đế chế và sự hưng thịnh. Thế nhưng khi đó, Athens vẫn đang có chiến tranh, không phải Ba Tư, mà với thế lực hùng mạnh nhất Hy Lạp, quân Sparta. Và trong lúc tuyệt vọng, họ đã tìm đến những biện pháp không mấy khả quan. Cuộc chiến giữa Athens và Sparta bắt đầu từ năm 431 trước Công nguyên và kéo dài trong nhiều thập kỷ. Đó là một cuộc chiến sinh tử. Sparta thống trị đất liền, Athens cai trị trên biển. Nhưng có một hòn đảo chưa bao giờ chịu sự kiểm soát của Athens và luôn cố giữ thế trung lập. Đảo Melos. Vào năm 416 trước Công nguyên, người Athens đã hết kiên nhẫn. Họ nghĩ đã đến lúc người Melos phải quỳ hàng. Athens đã đưa tàu chiến đến đó để thực thi mệnh lệnh này. Theo Thucydides, sử gia Athens đương thời, Athens không chỉ cử đến đó các hạm đội mà còn cả các nhà ngoại giao để đặt vấn đề. Yêu cầu của họ rất đơn giản: quỳ hàng.
hoặc chết. Nhưng theo Thucydides, những gì xảy ra tiếp theo là một cuộc đấu trí kỳ lạ giữa hai bên. Các phái viên đến Melos không tổ chức gặp mặt như thường lệ, mà nói thẳng lý do họ đến đây trước triều đình và một số người khác. Các phái viên đã đưa ra cho Melos một tối hậu thư, đầu hàng và cống nạp cho Athens, nếu không nơi này sẽ bị phá hủy. Người Melos lập luận rằng họ là một thành phố trung lập, không phải kẻ thù, và thật đáng xấu hổ và hèn nhát nếu họ chịu thua mà không chiến đấu. Nhưng Athens không thay đổi quyết định. Họ cho rằng nếu họ không thể khiến Melos đầu hàng, đế chế của họ sẽ mất uy quyền. Họ lập luận rằng kẻ mạnh có quyền thể hiện sức mạnh của mình. Đây là một ví dụ điển hình cho khái niệm agon trong tiếng Hy Lạp hay là một cuộc tranh luận. Lập luận của người Athens là kẻ mạnh được làm những gì họ muốn, kẻ yếu phải chịu đựng những gì họ buộc phải chịu. Và đó là điều đã xảy ra. Athens đã xâm lược đảo Melos. Họ xử tử tất cả đàn ông, bắt toàn bộ phụ nữ và trẻ em làm nô lệ. Họ đã thiết lập tại đây một thuộc địa của Athens. Tuy nhiên, một năm sau, tại nhà hát Dionysus ở trung tâm Athens, Euripides, nhà viết kịch nổi tiếng của Athens, đã cho ra đời vở kịch mang tên Người Phụ Nữ Thành Troa. Chủ đề chính của vở kịch là những gì đã xảy ra với phụ nữ Thành Troa sau khi quân Hy Lạp bao vây, xâm chiếm và tàn phá thành phố này. Vậy là, người Athens đã được xem một vở kịch tái dựng trước mặt họ hiện thực thảm khốc mà họ đã gây ra một năm trước đó tại đảo Melos. Vở kịch lấy bối cảnh là thời điểm sau cuộc bao vây thành Troa huyền thoại. Thành phố này đã bại trận, toàn bộ đàn ông bị giết, và những người phụ nữ còn sống sót, những người đóng vai trò dàn hợp sướng trong vở kịch, đều bị bán làm nô lệ. Nhưng công chúa Andromache phải đối mặt với điều còn tồi tệ hơn. Con trai cô bị bắt đi và bị giết chết. Trong cuộc tranh luận, sứ giả nói với cô rằng cô cần phải dũng cảm hơn, kẻ mạnh luôn đúng. Nếu con nói những lời khiến binh lính tức giận, đứa bé sẽ không có chỗ chôn và sẽ không được nương tay. Do vậy, hãy chịu đựng số phận. Như vậy, cô sẽ không phải thấy đứa bé chết không có chỗ chôn. Và cô sẽ thấy người Hy Lạp tử tế. Vở kịch Người Phụ Nữ Thành Troa đã chỉ trích hành động của Athens tại đảo Melos, nhưng quan trọng hơn, Euripides đã mang đến một thông điệp rõ ràng về sự thất vọng đang nhen nhóm tại Hy Lạp sau nhiều năm chiến tranh không ngừng, và những cuộc xung đột như vậy đem đến hậu quả khôn lường cho tất cả các thành viên trong xã hội. Có thể nói rằng những gì Athens đã làm với người Melos đã gây ra cơn phẫn nộ đỉnh điểm, dù thực tế vài năm trước đó người Sparta cũng làm điều tương tự với họ. Đúng vậy. Ý tôi là lịch sử là như vậy. Mặt khác, tôi thấy có sự trùng lặp về mặt thời gian. Khi Euripides viết vở kịch này, Athens đã tiến hành một chiến dịch lớn có liên quan đến những người phụ nữ, những nô lệ của các cuộc chiến. Không có chiến dịch nào khác diễn ra khi Euripides viết vở kịch này vào mùa đông năm 416 và đầu năm 415 trước Công Nguyên. Nhưng quan trọng là lúc nào ông cũng canh cánh nghĩ tới những điều đó. Tôi nghĩ rằng đến những năm 416-415 trước Công Nguyên, Euripides đã nhận thấy rằng chiến tranh không mang lại gì ngoài đau khổ cho cả bên thắng và bên bại trận. Và từ góc nhìn đó, nếu chỉ nhìn vào Melos, bạn sẽ bỏ lỡ điểm mấu chốt. Đúng vậy, nếu bạn chỉ nghĩ đây là một hành động tàn bạo, bạn sẽ bỏ lỡ việc vở kịch tập trung vào vấn đề chiến tranh nói chung, về sự phi lý và khốc liệt của nó. Euripides đã đưa ra quan điểm của toàn bộ người dân Hy Lạp, những người đã tự hủy hoại mình trong cuộc chiến Peloponnese. Euripides không phải là người duy nhất thất vọng với tình trạng của Hy Lạp lúc bấy giờ, hay lên tiếng chỉ trích hành vi của Athens. Rất nhiều người Hy Lạp thời đó đã cho rằng Athens đang quá ngạo mạn, tự phụ. Và bất cứ ai từng xem một vở bi kịch Hy Lạp có thể thấy trước được điều sẽ diễn ra sau đó.
Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, tại Rhamnus, người dân đã xây dựng một đền thờ vị nữ thần Hy Lạp chịu trách nhiệm trừng phạt những kẻ ngạo mạn. Vị nữ thần đó có tên Nemesis, cái tên bắt nguồn từ từ Nemin trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là làm điều cần làm. Sau cuộc chiến thảm bại tại Melos, có vẻ như tham vọng và sự cao ngạo của Athens đã đi quá xa. Họ không chỉ có kẻ thù ở nước ngoài, mà kẻ thù tại Hy Lạp cũng ngày càng tăng. Lực lượng thù địch nội bang cũng tăng cao. Đó là những người cho rằng dân chủ là một hình thức đảo ngược trật tự, công bằng và đạo đức. Câu hỏi đặt ra là, khi thời kỳ vàng son ở thế kỷ thứ 5 trước công nguyên khép lại, nền dân chủ và nhà hát, những thứ đã song song phát triển, sẽ tồn tại như thế nào trong một thế giới khắc nghiệt hơn? Mặc dù tương lai của Athens khi đó khá mơ hồ, nhưng thế kỷ trước đó là một kỷ nguyên chói lọi. Athens đã sáng tạo và đi tiên phong trong rất nhiều lĩnh vực, góp phần tạo nên nền văn minh của chúng ta. Từ những tác phẩm điêu khắc, từ kiến trúc đến những hướng đi mới trong triết học và lịch sử. Nhưng với tôi, trong số các di sản này, có hai thứ nổi bật hơn cả. Đầu tiên là nền dân chủ. Athens đã tạo ra thể chế dân chủ đầu tiên trong lịch sử, thứ đã trở thành ngọn hải đăng trong nhiều thế kỷ. Và song song với đó, Athens cũng sáng tạo ra một loại hình nghệ thuật mới, kịch nghệ. Một bước tiến mà nếu không có nó, có thể nền dân chủ đã không thể trụ vững. Khái niệm kịch xuất phát từ từ dram trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là hành động, diễn xuất. Và có một điều rất rõ ràng, kịch nghệ không chỉ đơn thuần phục vụ giải trí, không chỉ là một hình thức thụ động, nó còn là một nhân vật trong câu chuyện về Athens trong thế giới cổ đại. Từ những thảm kịch khiến quan niệm của chúng ta lung lay, đến những vở hài kịch khiến chúng ta phân vân về chính sách và việc kiểm soát người dân, kịch là thứ đã đi sâu vào các khía cạnh tôn giáo, dân chủ, chính trị và quân sự trong xã hội Athens cổ đại. Nó khiến chúng ta phải trăn trở nhiều, thấy bất an, nhưng nó cũng là một phần thiết yếu trong đời sống của Athens. Trong chương trình phần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục lật dở những trang sử của nền kịch nghệ Hy Lạp để tìm hiểu những bước ngoặt lịch sử của đế chế huyền thoại này qua lăng kính nghệ thuật. Mời quý khán giả chú ý đón xem.